Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 27 tháng 4, tại sân khấu quảng trường biển thành phố Sầm Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề Sầm Sơn rực rỡ sắc màu và khánh thành quảng trường biển chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đón hơn 12 triệu lượt khách, trong đó Sầm Sơn đón gần 8 triệu lượt khách và là một trong những đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố có lượng du khách đông nhất cả nước. Phát huy tiềm năng và lợi thế nổi trội, Sầm Sơn đã và đang quyết tâm khai thác và phát huy các lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hình thành các khu vui chơi giải trí, khu du lịch mới tầm cỡ quốc tế, tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh du lịch, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Sau phần diễn văn khai mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động quảng trường biển và chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sầm Sơn rực rỡ sắc màu. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ diễn viên vũ đoàn nổi tiếng như Đức Phúc, Trọng Tấn, Min, Dương Hoàng Yến, có sự kết hợp giữa không gian sân khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo hiệu ứng nổi bật, tái hiện những hình ảnh tiêu biểu về kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách. Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 khép lại bằng màn bắn pháo hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, mở đầu trong mùa du lịch hè đầy sôi động. Theo kế hoạch, năm 2024, tại thành phố Sầm Sơn sẽ có 17 chương trình lễ hội, sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, vui chơi, giải trí, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng Công an Thanh Hóa, từ tỉnh đến cơ sở, đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lực lượng Công an các đơn vị địa phương đã tập trung nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng, trọng điểm, nhất là các điểm nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời tăng cường đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp, các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí, vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn, tụ tập đua xe trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này. Chúng tôi coi như là huy động tối đa lực lượng cùng với coi như là các cái lực lượng ở ngay tại cơ sở để coi như là tổ chức tuần tra rồi quản lý các cái đối tượng hình sự, rồi hai nữa là quản lý chặt chẽ các cái đối tượng mà cơ hội chính trị rất dễ coi như là lợi dụng các sự kiện chính trị này để coi như là có những cái hoạt động chống phá. Và cái thứ ba đấy thì chúng tôi coi như là huy động cái lực lượng tuần tra 282 cùng với công an các xã phường là tổ chức tuần tra khép kín từ coi như là các cái địa bàn trọng điểm. Với sự triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, lực lượng công an toàn tỉnh quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để nhân dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, lành mạnh. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay sát với ngày cuối tuần nên số ngày nghỉ kéo dài tới 5 ngày. Trong những ngày nghỉ, các bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh vẫn thường trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân. Trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện khám bệnh bảo hiểm hoặc khám bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân giảm mạnh so với ngày thường. Các bệnh viện luôn sẵn sàng phương án điều kiện, sẵn sàng với mọi tình huống. Các ngày tiếp theo thì là cái do cái người dân được nghỉ nhiều, rồi tham gia giao thông nhiều, rồi thứ hai nữa là cái tụ tập thì theo chúng tôi dự đoán thì cái số lượng bệnh nhân sẽ tăng, sẽ rất nhiều, nhất là các mặt bệnh về tai nạn giao thông, thương tích. Và tuy nhiên thì chúng tôi sẽ đảm bảo đủ về nhân lực, vật lực và những cái nơi trọng yếu như trung tâm cấp cứu, hồi sức tích cực để đảm bảo cấp cứu những bệnh nhân nguy kịch và nặng. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, ngành y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu bia, tham gia giao thông an toàn, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo an toàn chất lượng tốt để tránh ngộ độc thực phẩm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra trên cả nước, trong đó có Thanh Hóa.
Gián đoạn cung ứng khiến tỷ lệ bao phủ các loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng của tỉnh ở mức thấp, tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Tại Thanh Hóa, từ năm 2023, nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn cung ứng, khiến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi tính đến hết tháng 3 năm 2024 chỉ đạt 20%. Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm 2024, đặc biệt thiếu trầm trọng hai loại vaccine 5 trong 1 cho trẻ dưới 1 tuổi và vaccine phòng bệnh liệt IPV. Hiện nay, toàn tỉnh đang thiếu khoảng 10.000 liều vaccine 5 trong 1 và khoảng 17.000 liều vaccine phòng bại liệt IPV. Việc thiếu hụt vaccine như vậy thì nó làm mất đi cái cơ hội tiếp cận sớm với vaccine của trẻ em và hậu quả dẫn đến là nó làm giảm cái tỷ lệ tiêm chủng. Một số các cái chỉ tiêu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là không đạt được so với yêu cầu. Và việc này thì làm giảm cái tỷ lệ suy giảm miễn dịch và tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn là các cái bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng có thể bùng phát trở lại. Tình trạng thiếu vaccine khiến việc tiêm chủng theo lứa tuổi không kịp thời. Người dân buộc phải bỏ tiền tiêm vaccine dịch vụ hoặc bỏ, trì hoãn tiêm, ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine phòng bệnh cho trẻ em, tạo cơ hội cho các dịch bệnh đã bị đẩy lùi quay trở lại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh ho gà, 17 trường hợp mắc sởi sau nhiều năm liên tục không có ca mắc. Công an thành phố Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp xe máy gồm Lê Văn Nhâm, sinh năm 1982 và Phạm Hữu Tiến, sinh năm 1993, đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Thời gian gần đây, Công an thành phố Thanh Hóa liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất trộm xe máy. Các đối tượng đã lợi dụng sự chủ quan lơ là, mất cảnh giác của người dân và phá khóa trộm cắp xe máy. Thời điểm mà các đối tượng gây án thường vào buổi trưa hoặc buổi tối khi người dân để xe máy ở ngoài đường không khóa cổ, khóa càng, không người trông coi. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, bắt giữ hai đối tượng Lê Văn Nhâm và Phạm Hữu Tiến là thủ phạm gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy tại thành phố Thanh Hóa. Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận trước đó còn gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn. Có đất đai, có sức lao động nhưng lại thiếu vốn sản xuất là thực trạng chung của nhiều hộ nông dân. Chính vì thế, những năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đứng ra ký kết ủy thác với các ngân hàng cho hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở khảo sát thực tế nhu cầu vay vốn của các gia đình, trong đó ưu tiên lựa chọn những hộ có tiềm năng, điều kiện sản xuất phù hợp với nguồn vốn vay. Thông qua ủy thác của các cấp hội với các ngân hàng, chính sách xã hội, nông nghiệp phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 200.000 hộ được vay với tổng số vốn trên 15.000 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các ngành đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Và cái kênh của hội nông dân ấy, thì đã giúp cho các hộ gia đình mà đặc biệt là làm giống cây lâm nghiệp thì phát triển rất tốt. Thứ nhất là tạo cái nguồn vốn cho các hộ mở rộng thêm diện tích cũng như là đầu tư thêm các cái vật tư dụng cụ, ví dụ như là khoan giếng tưới bằng máy bơm rồi cái cả là đường hệ thống đường ống tưới thì đấy, thì cũng tạo công an việc làm cho bà con nhân dân là rất nhiều. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo thì các cấp hội vẫn tập trung đẩy mạnh cái chương trình phối hợp với hai ngân hàng và đặc biệt là chúng tôi sẽ lựa chọn rà soát thật là kỹ lưỡng các cái hộ mà thực sự có cái nhu cầu vay vốn cũng có các cái điều kiện để làm thế nào mà cái nguồn vốn vay nó sẽ theo hướng là hiệu quả hơn và đặc biệt là có thể ứng dụng được các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là cái công nghệ cao để có thể mở rộng các cái ngành nghề sản xuất nông nghiệp theo cái hướng là hữu cơ an toàn. Nguồn vốn vay từ ngân hàng đã giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo hội nông dân các cấp rà soát số hộ gia đình hội viên có nhu cầu vay vốn để có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý, hiệu quả. Bản tin thời sự 16 giờ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.